Xin chào các bạn. Và hôm nay là mình tiếp nối cái bài hôm trước, đó là chúng ta tiếp tục đi cắt những bộ phận còn lại của cô gái. Sau khi mình chia sẻ cái phần 1 hơn một tiếng, đó là khi cắt cái vùng mặt cô gái không thì có nhiều ý kiến phản hồi. Các bạn thì thích, mà cũng có các bạn cho sẻ ý kiến là tại sao mình không sử dụng các cái tính năng phần mềm khác mà nó hỗ trợ cho phần cắt mát hơn. Thì mình cũng xin chia sẻ là mình cũng có biết một phần mềm, đó là phần mềm Mocha Pro. Thì bằng cắt mát thì nó sẽ được hỗ trợ và chúng ta sẽ tiến hành cắt dễ hơn. Nhưng mà mình cũng xin nói lại là mình chia sẻ vấn đề này dành cho những bạn mới bắt đầu, chưa biết, có nhiều bạn không biết đến Mocha. Và đây là một trong những cách mà After Effects hỗ trợ thì chúng ta tìm hiểu. Mà suy cho cùng thì Mocha và After Effects nó chỉ là một công cụ. Mà cái của mình muốn truyền đạt đến các bạn ở đây đó là chính là cái phương pháp mà mình phải tự tập cho mình, cái phương pháp cắt thôi. Chứ còn phần mềm dù nó có hỗ trợ mạnh đến đâu mà chúng ta không biết phương pháp cắt thì cũng rất là khó. Và mình cũng xin nhắc lại phương pháp của mình, đó là chúng ta tìm cái trung bình chuyển động của những vật mà chúng ta theo. Phương pháp đường trung bình trong mát. Rồi, như vậy là cái phần vùng mặt thịt đã xong. Và tiếp tục mình sẽ khóa cái lớp mát này lại. Lớp mát này là của cái phần đây, mình sẽ khóa lại để cho đảm bảo an toàn, mình sẽ không di chuyển nó nữa. Và phần tiếp theo mình cắt đó là mình sẽ cắt cái phần tóc ở phía trên đầu của cô gái này, và mình sẽ tiến hành cắt phần này, tiếp tục một lớp nữa. Phần này thì mình sẽ bao bên ngoài hơn. Tất nhiên cũng phần này thì nó đỡ hơn, mà các bạn lưu ý là mình không nên cắt quá là sát cái vùng trắng, bởi vì nếu mà cắt sát quá thì khi mà các bạn xử lý sau này nó sẽ bị lòi trắng. Nhưng các bạn chỉ cần cắt cái vùng đen ở bên trong thôi. Rồi, tiếp tục. Giờ các bạn thấy nè, thì các bạn chú ý nha. Đây là cái điểm mà nó thuận lợi chúng ta, là sau khi ta đã phân tích, ta lấy được các cái điểm key của cái đường trung bình trong cái shot này. Như vậy là những con cách này thì ta đã biết là được chuyển động rồi. Như vậy nên bây giờ ta sẽ dựa vào những cái key này để mà tiến hành. Vì đầu tiên là sau khi ta set được, sau khi mình cắt xong cái lớp tóc bên ngoài thì nó có hiện tượng này, tại vì cái lớp mát của mình nó đang lớp mát 2 của mình đang chọn chế độ add, mình phải chuyển về nên rồi. Đó, bây giờ mình sẽ dựa vào các điểm key này để mình cắt. Như mình phân tích chuyển động thì 4 frame này nó sẽ thuận lợi cho mình. Đó là 1 2 3 4. Thì đến vị trí này mình mới sửa key. Mình không cần phải sửa ngay vị trí một frame. Đó. Đến vị trí này mình sửa key. Với lại phần này thì các bạn cũng không cần phải cắt kỹ lắm. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì lúc sau mình sẽ có tiến hành lấy tóc con nữa. Và cái lớp này là lớp trên tóc con. Thì nếu mình chỉnh feeder. Nên với lại cái này thì nếu kỹ là các bạn sẽ... Và nhớ nha, các bạn đừng bao giờ để cho lòi trắng như thế này. Các bạn bo và sát bên trong luôn. Các bạn phải bo và sát bên trong thì... khi mà mình xử lý thì nó sẽ... thuận lợi cho mình và không phải xử lý lại. Riêng cái phần này thì mình không cần phải cắt sát mép như vậy luôn, tại vì mình chỉ cần cắt vậy thôi, tí hồi mình sẽ xử lý sau. Rồi, và mình sẽ đổi cái màu này lại cho mình dễ quan sát hơn. Mình sẽ chọn màu xanh lá đi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Đó, một vấn đề mà mình luôn các bạn và mình thì cũng hay quên, các bạn nên các bạn phải tích vào cái lính key này thì nó mới hiểu được để mình cắt nha các bạn. Rồi, quay về điểm đầu mình sẽ kéo vào cho nó ok. Rồi, sửa lại. Nếu mà bài này mình có thể đi nhanh hơn, tại vì nếu mà kéo dài thời gian quá thì các bạn sẽ cảm thấy nó quá là nhiều, nên mình chỉ cố gắng đi nhanh hơn. Còn về chi tiết và phần phân cách mà mình phân ra và tìm cái chuyển động thì mình đã hướng dẫn cái bài phần trước, nên các bạn nếu mà các bạn quên thì các bạn có thể tìm lại video đó mà xem, thì các bạn sẽ thấy được cách mà phân tích chuyển động. Còn hôm nay thì mình thêm về thực hành nhiều hơn, đó mình đi rồi và cho mình quan sát nha bạn. Đó, tương đối ổn. Tất nhiên là mình không cần quan tâm cái vùng này, tại vì tí hồi mình sẽ lấy tóc con và bắt buộc cái lớp này nó sẽ ở lại thôi. Rồi tiếp tục mình dựa vào cái key ngay đây đó, vị trí đây là trước hết thì nếu những có những cái khoảng trống này thì mình không phải quan tâm, không cần phân tích nữa, tại vì lúc trước mình phân tích rồi, bây giờ mình chỉ cần đến vào vị trí key đó mà tiến hành xử lý thôi. Rồi cũng giống như lúc trước mình cũng kéo từng khối về vậy. Lưu ý khi mà bạn lỡ tay kéo ra cái màn hình nó di chuyển position thì các bạn phải quay về liền, nếu không mà tí hồi mình sẽ bị rối. Rồi mình sẽ nhích hai cam để kiểm tra. Ổn, tóc mình ổn rồi, tiếp tục cứ thế mình sẽ tiến hành tiếp, tại vì key này nó đã giống như vậy, tại vì chuyển động cũng có thể là một, nên lúc trước mình làm sao thì bây giờ mình chỉ bằng dựa vào cái key đó mình cắt thôi. Phần nào đáng tỉ mỉ thì mình tỉ mỉ, còn phần này thật sự nói là phần tóc thì không tỉ mỉ, tại vì sao, mình còn một lớp tóc con để phụ nữa, nên là nếu mình tỉ mỉ thì nó sẽ mất thời gian. Phần đáng tỉ mỉ thì mình đã hướng dẫn ở bài 1, bài 1 và phần 2 batch 1. Nếu bạn nào quên thì sẽ tìm bài đó để học nha. Rồi như vậy là tiếp tục ta vừa là hai frame. Ok, không có gì phải đáng bàn. Tiếp tục bây giờ tại những cái điểm này nè, có nghĩa là những điểm này khi có nghĩa là mình đã ghi từng frame. Trường hợp trước thì nó rộng ra thì mình không cần phải tính nữa, tại vì nó đúng chuyển động của mình rồi, nhưng trường hợp này là khi từng frame, do vậy bắt buộc mình phải làm từng frame. Nhưng mà khuyên các bạn là không nên nhảy vô mình làm từng frame tiếp theo liền. Tại sao? Bởi vì nhiều khi mình làm như vậy thì mình tự hại mình, có nghĩa là kiểu gì cũng làm từng frame vậy, tại sao mình không chọn frame thứ 4 hoặc là thứ 5 để mình làm, để rồi những cái frame con bên trong nó sẽ chuyển động. Nó sẽ ví dụ như mình xếp cái nghe được vị trí này đi đó, mình sẽ làm hoàn thiện cái phần này luôn đó. Nghĩa là không mắc mới gì mà chúng ta phải nhảy vô cái key đầu tiên đó mình làm liền, tại vì như vậy thì kiểu gì chúng ta, bởi vì đã là chỉnh từng frame thì kiểu gì chúng ta cũng chỉnh. Nhưng mà cái phương pháp này là nó có lợi cho chúng ta ở chỗ là khi mình đã biết chỉnh từng frame thì ta không cần thiết phải là làm từng frame liền, mà ta hãy lui tới ít nhất là 4 đến 5 frame để mà ta chỉnh tới cái frame 4 đến 5 đó. Để làm gì thì các bạn thấy qua cái minh họa này nha. Đó, khi mà bạn làm như thế này nè thì tất cả những cái phần key bên trong chưa xét nó sẽ chuyển động tịnh tiến theo hai điểm nút là điểm này và điểm này, nghĩa là nó co cái đầu thì nó sẽ đi theo cái đầu, do vậy nên việc chỉnh từng frame trong này lúc này nó mới thuận lợi. Còn nếu ban đầu giả sử như mình chưa có key này thì sau khi mình chỉnh, mình xóa cái key này đi nha, đó mình sau khi mình nếu mình nhảy vô đây chỉnh liền á thì qua bên này mình phải chỉnh nữa, và chỉnh như vậy thì mình mất phương hướng. Bởi vì mất phương hướng sao, tại vì cứ tới mỗi frame này mình phải xét lại. Còn trong khi đó nếu như mình đã xét key ngay vị trí này rồi thì các cái vùng bên trong này là nó chuyển động theo hai cái điểm này, nên việc của chúng ta thì đơn giản hơn, ta giống như là ta sửa lại thôi, cái chỗ nào mà nó bị gì đó thì ta sửa lại thôi, chứ cũng không cần thiết là phải quá kỹ nữa. Chúng ta không phải quá mệt như là bắt đầu từ key đầu tiên, nếu mà ta lao vô các key đầu tiên người ta sẽ mệt nhiều hơn. Rồi, các bạn nhớ nha, phải chú ý điểm này nè, vùng này lòi trắng phải tỉ mỉ được, những điểm này phải cần tỉ mỉ, chúng ta phải né nó ra, không được để cho nó lòi trắng. Rồi tiếp tục điểm này đó. Rồi sau khi mà mình đã xét được cái điểm key bên kia rồi thì mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn về mặt xét cái điểm này. Rồi, phải không? Một cần cái chú ý nữa là đừng bao giờ để lòi trắng. Còn này lòi trắng này. Rồi tiếp tục như là khá ổn. Vâng, khá ổn. Mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đó các bạn, lúc đầu chúng ta đi theo rất là ok. Tiếp tục. Đó, cái chuỗi key này mình bắt buộc kiểu gì mới xếp từng frame thôi. Tại vì lúc trước mình phân tích chuyển động thì mình đã xếp từng frame rồi. Đó, cái đoạn này nè, cái đoạn mà key nhiều nữa nè. Do vậy thì tại sao mình không mắc mới gì mình phải lo vô đây mình cắt cái đó, mình lên tới đây mình cắt luôn. Kiểu gì mình cũng xếp lại, nó gì phải cắt. Đó, cái đây là thực sự mà nói thì không biết là có bài hướng dẫn hay không, không phải là mình khẳng định ý kiến cá nhân, nhưng mà mình chia sẻ bài này là không phải là mình để mình chứng tỏ ở mình cắt như này thế kia, nhưng mà cũng xin đóng góp với các bạn là một cái phương pháp mà để mà mình cắt nó nhanh hơn, chứ nếu các bạn lao vô cắt từng frame đi nữa thì nó sẽ bị rối rất là nhiều. Với lại lúc mà còn làm trong công ty truyền thông thì mình đã chịu trách nhiệm và hướng dẫn các bạn mới vô làm, thì mình thấy đa số các bạn mới vô làm thì không biết phương pháp cắt nên là cắt nó hơi lâu, nhưng mà đó cũng không vấn đề gì đâu, mình luyện tập nhiều nó sẽ hay, nó sẽ nhìn nhĩ hơn thôi. Và bây giờ mình đã kiểm tra không các bạn, nó lệch nhưng mà lệch quá ít rồi. Cũng giống như vậy 1 2 3 4 5 này nữa thì không nhất thiết gì phải lai vô đây mình sửa hết, mình sửa ngay đây luôn. Nếu mà mình sửa ở giữa, tại vì đường trung bình, để mình chọn những cái vùng trung bình để mình sửa trước, thì những hai cái điểm neo đầu, ví dụ như mình chọn điểm này đi, thì những cái phần bên trong này nó là con của hai điểm này thì nó dịch chuyển theo thôi. Chứ bây giờ mình lao vô đây mình chỉnh thì tí hồi mình mất từng frame nữa, kiểu gì mỗi từng frame, nên mình phải chọn cái từng frame mà nó dễ nhất. Với lại cũng có nhiều ý kiến phản hồi là cái giọng nói của mình khó nghe, thì mình cũng xin các bạn thông cảm là quê mình ở Bình Định nên là khi tiếng miền Trung thì các bạn miền Nam nghe không được, hoặc là miền Bắc thì khó nghe. Mình có nhận được một chia sẻ rất là chân thành của các bạn người Phú Yên là giọng nói của mình thì khó nghe quá. Cũng xin chia sẻ vậy thôi chứ mình cũng không biết cách nào để khắc phục, mình cố gắng gì được. Rồi đó, phần này thì mình cứ sửa thôi. Rồi ngay đây thì mình không phải sửa. Bây giờ nếu như các bạn mà lao vô các tầng frame là mình phí vô đây rồi. Rồi tiếp tục mình quan sát trên này, coi như khá ổn. Chỉ có cái phần bên này nó hơi lắng ra bên ngoài thì mình thấy thôi. Sao các bạn, cũng là cắt từng frame, cũng là phương pháp cắt từng frame, nhưng mà chúng ta đã tiết kiệm được 2 frame, 3 frame. Đó là điều mình muốn chia sẻ. Rồi lại tiếp tục như vậy nữa. Với lại cái phần này thì tại vì sao các bạn biết không, tại vì mình không phải cần phải chú trọng vào cái phần đường nét bên này nó kỹ, nên là không cần phải xét như trên này. Ví dụ thậm chí mình coi chuyển động đó, đó cô gái đang nhích về đây đúng không, khi nhích về đây thì coi nó tịnh tiến rồi, mà cái đầu cô gái bắt đầu nó bẻ xuống nè, cái đầu bắt đầu bẻ xuống đây. Thì do vậy nên là khi nào mình trước khu vực giao nhau giữa khu vực bẻ thì mình sẽ cắt cũng được. Đó tới đây thì bắt đầu bẻ thì mình tới đây cắt luôn. Tại trên này tại vì sao mình xét nhiều kỳ như vậy, tại vì mình phải tỉ mỉ, tại vì khuôn mặt của cô gái cũng như là cái phần cổ. Còn phần tóc này thì đơn giản hơn, thì mình không phải đi tỉ mỉ nhiều, mình chỉ tiến hành cắt sao mà lấy được cái phần tóc thịt bên ngoài thôi. Như vậy nên là mình phải linh động. Đó, khi mà bạn cắt được nhiều thì bạn sẽ linh động được điều này, nghĩa là không quá mà đi theo công thức. Công thức mình chia sẻ ra là để các bạn cảm nhận thôi, còn khi mình ứng dụng mình cắt thì không cần phải nhất thiết. Nếu như mình đi theo công thức thì tại vị trí này mình phải cắt, tại vị trí này mình phải cắt rồi, tất nhiên thì nó vẫn đúng nhưng mà nó sẽ mất thời gian cho các bạn. Nên là khi mình cắt nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm để mà phân tích, thì khi đó thì các bạn phân tích thì mình xử lý thì nó sẽ chuyên nghiệp, không phải chuyên nghiệp nữa, tại vì mình cũng không nói cho chuyên nghiệp được, nhưng mà mình sẽ xử lý nó nhanh hơn và nó hiệu quả. Còn vấn đề này thì đặc biệt không có khó, các bạn chỉ cần kiên trì và kinh nghiệm thì các bạn sẽ làm được thôi, chứ nó không có gì phải quá ghê gớm. Rồi giờ mình quan sát chính xác này, các bạn thấy không, các bạn đã đi theo rồi. Đó, việc của mình thì mình sửa lại thôi. Quá may mắn là đã đi theo hết luôn. Như vậy là các bạn thấy không, đó mình không phải sửa nữa, tại vì mình đã tiết kiệm được rất là nhiều frame ở đây. Rồi tiếp tục phân tích chuyển động nữa. Đó, bây giờ bắt đầu khu vực này, nếu như mà mình cứ đọc khuôn theo công thức ấy, thì tại vị trí này mình phải cắt nhiều điểm rồi, như vậy nên là cái phần nào mà không cần chú trọng thì các bạn cứ vẫn, đây là còn vẫn là phương pháp đường trung bình nha các bạn. Đó, cô gái tình tiến từ bên trái qua bên phải thì mình xét vị trí này để mình cắt, thì khu vực giữa này thì không phải cắt nữa, mát nó sẽ tự đi theo. Rồi mình tiếp tục phân tích nè, cô gái bắt đầu chuyển động cái đầu ngã về phía bên tay phải. Đó, vậy thì tới bên này thì bắt đầu quay cổ này, đoạn bên này vẫn còn ngã nè. Đó thì tới đây mình dừng lại mình cắt, tất nhiên đoạn này phải sửa nhiều nhưng mà mình sẽ xử lý được nhanh hơn. Đây đoạn này không phải tỉ mỉ, không phải bo cạnh rồi nên là mình thoải mái. Nói chung là một phần nữa là đừng tùy tiện thêm key nha các bạn, chứ còn bắt đắc dĩ thì mới thêm key thôi. Thêm key thêm điểm nút ngay đây này, bắt đắc dĩ thì mình mới thêm thôi, chứ còn các bạn thêm vô thì nó sẽ đẻ ra, và những cái điểm key khác thì nó nhớ thì nó sẽ bị rối cái đường map của mình đó. Rồi các bạn quay về kiểm tra. Đó, trường hợp này đó, các bạn thấy không nè, 1, 2, 3 thì các bạn thấy cái đường, cái map của mình nó di chuyển không theo với nhân vật, nhưng mà bắt đầu 4, 5, 6 thì nhân vật đi đâu thì di chuyển đến đó. Như vậy có nghĩa là chuyển động lúc này của mình là bắt nó bị lố ở chỗ nào, lố ở chỗ là nó dư 3 frame. Đáng lý cô gái nó, cái map này là ban đầu đúng không, đây là vị trí ban đầu này, nó sẽ đi theo cô gái đó, nhưng mà đến đây thì nó hết đi theo rồi đó, đến đây thì nó chạy tự do rồi. Như vậy nên mình phải khóa lại, không cho nó chạy tự do nữa, mình lừa đợi. 1, 2, 3, 4 khi này thì nó chạy theo cô gái thì mình để em đi, mình sẽ sửa ngay chỗ vị trí này để bắt đúng chuyển động của nó. Rồi tiếp tục mình kiểm tra lại, khá là ok, nhưng mà mình phải chi tiết bên trong hơn đó. Rồi tiếp tục, bây giờ thì cũng dễ hơn nhiều rồi, không phải xử lý nhiều. Phần này mình phải chừa trống ra nha các bạn, tại vì nguyên tắc của nó là nó bị đoạn này một bầu trời đấy, còn mình chỉ cắt cái phần đuôi tóc. Rồi kiểm tra rồi, quá ok, sửa lại những vùng mà mình biết thôi. Đó, đoạn này thì mình phải lưu ý nè, không và như vậy là chúng ta đã sắp xong rồi. Ok rồi, cái đầu của cô gái như vậy, tiếp tục mình coi chuyển động tiếp theo. Đó, bây giờ là cô gái đã ngửa cái đầu sang bên tay trái của cô gái rồi, nên mình neo ngay điểm cuối luôn, nhận ngay vị trí điểm cuối luôn. Mình sẽ cắt bật chính giữa cho nó, enter để thoát ra. Thực sự là mình cũng không cần phải chi tiết vùng này, nhưng mà để mà nó hợp với con mắt của mình thì mình phải sửa làm những phần này thì. Rồi, lúc trước mình có nói các bạn là đừng bao giờ chỉ từng nút là khi nào, bởi khi là cái vùng đó là nó phải yêu cầu các bạn cắt tỉ mỉ thì đừng bao giờ chỉ từng nút thiệt. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình nói là cái lúc sau mình sẽ lấy cái phần tóc con, có nghĩa là phần tóc đen ở dưới này nữa nè, nên cái vùng này có nham nhở thì cũng không sao, tại vì nó cùng một cái nền tóc, nên là đừng nói sang. Đó thì các bạn thấy không nè, cái lớp mà bạn quan sát lớp mắt màu xanh lá cây nha, di chuyển nè, mặt di chuyển một nơi mà lớp mắt di chuyển một ngã nè, mặt di chuyển một nơi lớp mắt di chuyển một ngã nè. Rồi bây giờ bạn bắt đầu dính vô cô gái này đó, do vậy nên là mình sẽ 1 hở này, 2 hở này, 3 hở này, 4 hở này, để chọn ngay đây mình kéo lên. Rồi kiểm tra lại. Đó, cái đoạn này nó lòi trắng này, mình đã khuyên các bạn là tuyệt đối không để lòi trắng, mình phải chỉnh. Rồi tiếp tục, đó khá là ổn. Rồi này thì kéo nó lên chút xíu tại vì đây nó hơi bị hở. Rồi đến đây thì ổn. 1 2 3 mình 5 phải 3, đoạn này thì mình sửa ở đây thôi, đoạn trung gian mà sửa. Rồi 1 loại trắng nha các bạn, loại trắng thì mình để mình loại trắng 3 3. Rồi như vậy là cái lớp tóc, lớp phần tóc dày bên ngoài chúng ta đã hoàn thiện xong, và bây giờ mình sẽ quan sát thành quả của mình. Đó, phần tóc dài bên ngoài mình đã cắt xong, còn tóc đường trung bình các bạn có thể thấy được cái phần này di chuyển nè, nghĩa là phần này nó di chuyển, nó giật giật như vậy, nhưng mà không sao đâu các bạn, tại vì tí hồi mình sẽ để một lớp tóc con ở dưới thì mọi chuyện nó sẽ ổn ngay. Đây các bạn thấy là nếu cắt mát như vậy thì cái trường hợp này là do mình có một lớp tóc con phụ ở dưới nha các bạn, nhưng mà những đối với những vùng giao nhau vòng cổ này mình không có lớp gì ở dưới thì các bạn phải cắt tỉ mỉ nha, đừng bao giờ để cho nó giật. Các bạn quan sát thấy đi, tuy chuyển động nhưng mà cái phần tuy hình chúng ta chuyển động nhưng cái phần này không được giật nha các bạn. Nếu các bạn thấy giật các bạn sửa ngay. Đó, còn trường hợp ở trên này các bạn quan sát bên trên lá cây này các bạn thấy nó giật rất là nhiều. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta có một lớp tóc con bờ ở dưới. Còn những cái vùng như vùng má này nè mà nó giật một cái là thôi coi như hỏng rồi đó. Các bạn lưu ý phần nào mình cần chú trọng kỹ thì mình kỹ. Rồi. Giờ mình sẽ bật cái này lên. Tắt cái khóa này đi để mình bật chế độ áp. Đánh lên. Đó mình thấy được cái này là rồi. Đó. Đây là cái phần tiếp theo. Đó. Như vậy là chúng ta còn các phần nữa chưa cắt, bây giờ tiếp tục mình sẽ phân tích các phần nào mình sẽ cắt tiếp theo. Rồi đây là lớp cô gái, bật cho nó mát lên. Rồi như vậy là mình còn một phần nữa, đó là phần thịt phía bên ngực, trên ngực của cô gái, và tiếp theo là phần cánh tay với lại phần hai cái cài của chúng ta cũng lòi ra bầu trời nữa đó, với lại một phần nữa là đó là cái phần tóc này nữa.